Hey, chào mừng tất cả quý con nông dân mình nha à, Thì hôm nay thì à, bữa nay là ngày cuối cùng trong năm bữa nay là ngày 31 của tháng 12 năm 2023 quý con thì à, qua ngày mai thì là một năm năm mới rồi năm 2024 rồi thì à, năm cũng kính chúc tất cả quý con nông dân của chúng ta một năm à, mới an khang thịnh vượng À, làm đâu trúng đó trúng mùa trúng giá của con thì à, hôm nay thì à, cuối năm thì à, nam cũng à, đi thăm cái à, vườn sầu riêng à, thì à, vườn sầu riêng này ghi sáo của con thì à, đang xuống bông để mình quay camera sau với con nông dân mình xem nha đó à, thì à, hả ờ à, à. đây thì à, hôm nay thì thành quả bông đây mà còn tàu lô hộp vô luôn quý con ơi nè bông nè nè bông nè đó thấy chưa anh chủ nhà vườn anh cũng chịu khó làm lắm nhưng mà làm gọi ra nữa ra mấy cái mấy cái lưới sau quý con cái giờ anh ngạc nhiên kìa đang trèo bên bảnh kìa chèo lên cây kìa ngồi kìa đó, như khỉ khỉ rồi đi bẻ chuối á làm sầu riêng người với con nông dân thấy không nói chung là cực nhưng mà được cái là gì vui vui là mình làm ví dụ như uh, nó gà bông nè rồi tới ngày thu hoạch trái rồi nó im lắm vui à, thì uh, qua đây đi miền tây là quý con nông dân mình phải đi như thế này nè nếu mà chợt cái chân trái thì quay ngang đi xuống mương đó à. nào nào nẹo thấy không giờ này cũng gần bốn giờ mấy chiều rồi bốn giờ rưỡi rồi bông này thì cái giai đoạn này thì có khoảng theo như mình đóng thì này thì lúa này tầm khoảng có thể là trên 10 ngày nữa trên 10 ngày nữa sẽ sẽ nhị như không? trên 10 ngày sẽ nhị đó. thì chủ yếu là mình coi cái cơ đọt nó giai đoạn này là coi cơ đọt nè cơ đọt nó như thế nào hiện tại giờ thì cơ đọt nó đang gọi là nó nở nó mở ra được cặp lá nè bị gậy đánh luôn hay chưa rồi nó hiện tại giờ nó còn cặp lá kép nè đó thì ở đây thì chẳng gì rồi thì mình cũng có kéo đọt nữa con nè ra cặp lá kép chân nè giờ đây ừ. cặp lá kép nè chuẩn bị nó mở rồi nè đó đây nó mở rồi đừng cặp lá nữa thấy à. thì à, ở đây á, thì mình làm bông thì thì thường thường là mình sẽ kéo đọt giai đoạn bông nhưng mà cũng tùy vào nhà dưới, cũng tùy vào cái cái tình hình sức khỏe của cây nữa quý con nếu mà trường hợp mà cây nó sung á, thì mình kéo nó dễ hơn còn đối với trường hợp cây si á, thì à, kéo khó ra lắm cái đó năm đi vườn nhiều năm thấy một số nhà vườn làm cũng vậy luôn quý con thì đối với trường hợp mà mình muốn kéo đọt á thì khi mà nó nó, nó nhú bông ra coi như nhiêu đây nhiêu đây là bắt đầu mình kéo đọt rồi nè nhưng mà nó nguy hiểm nha nó rất là nguy hiểm nữa quý con thì giai đoạn này kéo bông ra là nó vừa kéo bông vừa kéo đọt thì bông của mình nó sẽ ốm yếu nó sẽ thiếu chắc có thể là nó bị rụng nha cái đó là nam nói trước nha bởi hình ra là gì nó cũng là một cái vấn đề là thường là con dao hai lưỡi cho cái sầu riêng bởi vì ra là mình kéo đọt như kéo bông luôn á cùng một lúc á thì mình phải rất là kỹ về cái dinh dưỡng cây để không bị thiếu dinh dưỡng còn nếu mà trường hợp mà để mà thiếu dinh dưỡng cái đó, là bắt đầu cây của mình á nó sẽ thiếu dinh dưỡng thì bông nó nuôi bông không nổi nuôi bông không nổi thì tất nhiên thì bắt đầu nó sẽ xảy ra một cái trường hợp là nó rụng tầng rời đó. Như giai đoạn này là mình cũng phải xịt cái bo Cái bo định kỳ Đó. Với cái dòng là Cái dòng Amino Amino Combi 79 Để cho nó mập cái búp bông này nè quý con Mập cái búp bông lên Đó. Với à, sâu Với sâu sâu thì giai đoạn này nam chỉ dùng là những cái dòng sâu mát thôi thì vừa rồi cũng xài cái chai siêu giọt quà thấy không siêu giọt quà 79 nè cực kỳ nói chung là rất nhiều nhà vườn đã xài và rất là hiệu quả rồi cái chai siêu giọt quà bếm chín kéo cái mắt cua ở gần mắt cua khi mắc cua nó ra đều đều quá mình kéo bông chung thì làm bông thì nó cũng dễ thôi chứ không phải là gì khó nhưng mà để còn gọi là giữ bông kìa giữ bông giữ trái á nó còn một cái giai đoạn phía sau này nó nó rất là dài nữa con thì giai đoạn này là mình coi như là mình đã vượt qua được cái ải rồi. ải bông. Nhưng mà nó còn về một cái ải nữa là đậu trái. Đó. Rồi sửa tương trái. Đó. Rồi đi dinh dưỡng nuôi trái. Nói chung là ok, nói chung là nhiều cái cái khía cạnh với hai nữa là quý con nông dân của mình trồng sầu riêng nếu mà lâu năm đó, mình sẽ biết được một cái vấn đề nè, tỉa bông đó, nó cũng rất là quan trọng mình phải tỉa bông cho nó giữ khoảng cách với nhau nè giữa những cái chùm bông với nhau đây thấy chưa nè cho nó giữ cho nó nằm như thế này khi mà nó giữ được cái khoảng cách như thế này nè đúng không thì quý bà con nông dân mình thấy là cái chùm bông này nè nó nở ra một cái nó bự thù lu qua gì nè bông với bông nó sẽ vừa chạm với nhau vừa tới là đủ rồi còn đối với trường hợp mà sầu riêng á mà chúng ta uh, làm bông xong rồi mà chúng ta để nó nhiều quá đó thì cây của chúng ta nó bị mất sức nha cái nhất cái thứ hai nữa là về cái lượng mà đậu trái nó cũng đậu không được nhiều. Tại sao? Tại vì nó cạnh tranh dinh dưỡng với nhau. Ừ, bông nè. Nhiều anh em hỏi Nam là giai đoạn này á, thì trước khi xả nhị gì nè, thì mình cần lưu ý những cái điểm gì. Thì trước khi xả nhị cho sầu riêng á, thì à, trước khi xả nhị thì Nam cũng xin nhắc lại đến tất cả quý con nông dân của chúng ta về một cái vấn đề cần lưu ý. Cái thứ nhất đó là gì? Cái bò chỉ. Bò chỉ thì quý con nông dân của chúng ta phải chú ý dùm cho Nam. À, khi mà giai đoạn mà bắt đầu cái đít nó, 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 xanh đó, chuẩn bị nó nó bung bầu đó, nó, nó nở đó, nó xả nhị đó là bắt đầu là chúng ta sẽ đánh cái cự bò chỉ. Đó. Rồi thêm cái nữa là đối với trường hợp mà miền Tây nha, miền Tây mình bò chỉ. Còn miền Đông á, thì mình sẽ kết hợp luôn cái gì? cái thuốc gọi là nhện đặc trị nhện nữa con cái thứ hai là về cái vấn đề là gì đọt đọt nó mình phải kiểm tra khi xả nhị thế này khi xả nhị này nhiều nè là đọt nó phải đứng lại không còn đi nữa đúng con. cái thứ ba là về cái độ ẩm cái độ ẩm khi giai đoạn mà xả nhị nó cũng rất là quan trọng cái độ ẩm khi mà giai đoạn xả nhị á là chúng ta cần phải là gì nhấp nước vừa phải thôi vừa đủ thôi chứ không để cho nó dư thừa nếu mà dư lượng nước quá thì bông thì cái tỷ lệ mà nó buông 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 gọi là buông buông cổ này nè tầng rờ này nè nó cũng rất là là mặn cảm hiểu không thì ừ. nói chung là mỗi anh em kỹ thuật thì nó sẽ có những cái bài bản khác nhau thì riêng nam thì nam làm thì nam sẽ bấm sát theo nhà vườn thì để hỗ trợ thêm cho những nhà vườn của bên nam như vườn này thì nam cũng hỗ trợ để làm bông đó thì làm bông xong rồi thì bắt đầu hỗ trợ nuôi bông nuôi trái nói chung là nó sẽ trải qua nó trải qua nhiều cái nhiều cái công đoạn đó quý con nhiều cái công đoạn với nhau còn còn nói chung là mới được giai đoạn này á thì mình gọi là mình mới có gọi là mới có thành công bước đầu thôi cái đó là nam cũng khẳng định với bà con nông dân chúng ta mình mới 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 có gọi là thành công được cái bước đầu thôi chứ còn mà cái giai đoạn sau này nữa là cái giai đoạn mà thụ phấn rồi rồi giai đoạn đậu trái rồi giai đoạn tiễn bông tiễn trái đó nói chung là nó nhiều cái giai đoạn rồi nuôi trái sữa tướng trái này nọ thì nói chung là nó rất là nhiều bởi vì ra quý con nông dân của mình là làm bông thì nó chỉ là giai đoạn này là nó mới có gọi là thành công được bước đầu thôi cái này là nam khẳng định nha chứ không phải là mình nói là ra bông như thế này rồi thì mình đã chắc ăn rồi chưa nghĩa là làm sầu riêng thì những anh em nhà vườn mới thì chắc lẽ là là cũng đã mừng rồi đó. Nhưng mà đối với trường hợp mà những mà con nông dân nào mà đã từng làm sầu riêng nhiều năm qua thì sẽ biết được đặc tính là sầu riêng á, khi mà nó đậu trái ghi 6 mà rơi vào tàu trái tầm khoảng từ 30 ngày đậu lên á thì lúc đó mới yên tâm ngủ ngon được nha quý con Tại vì lúc đó nó tỷ lệ gọi là đậu trái nó đã ok đó. Nó hết rụng rồi. Còn đối với trường hợp ghi 6 nha thì trái rơi vào tầm khoảng từ 50, 55 ngày mà nó vẫn còn rụng bình thường. Đó cái điều đó với con nông dân là chuối cho nam nha thì để mà hạn chế cái vấn đề rụng á thì á chúng ta cần phải nghiêng về cái kỹ thuật chứ không phải nghiêng về cái nghiêng về cái cái vấn đề thuốc men đó nhưng mà kỹ thuật ở đây là gì chúng ta phải cố gắng là gì kìm cái canxi si, khi mà giai đoạn mà nó nó vừa nó vừa xả nhị xong rồi đó là bắt đầu mình xịt cái bộ chạy trái đó xịt cái bộ chạy trái đó thì khi mà sạch vô rồi thì bắt đầu nó chạy trái thì trái nó sẽ mau lớn nó sẽ vượt qua được cái giai đoạn gọi là cái giai đoạn vùng sinh lý đó rồi xong rồi bắt đầu mình sẽ đi tiến hành mình sẽ đi tiễn bông đó khi mà nó đậu rồi ok hết trơn rồi bắt đầu mình đi tiễn bông lại đó, tiễn trái lại là ok đó thứ hai nữa là về cái vấn đề khi mà giai đoạn mà nó vừa xả nhị xong rồi đó là giai đoạn mà nó rất là mặn cảm thứ nhất là gì À, mình sẽ không có sử dụng những cái dòng gọi là dòng thuốc nóng nè cái nhất nè cái thứ hai là thuốc sâu cũng nóng mình cũng sử dụng không được nữa là quý con cái thứ ba nữa là về cái độ ẩm nè độ ẩm mà nó nhiều quá thì nó cũng rụng luôn đó độ ẩm là vừa phải cứ nghĩa là tưới mình sẽ coi trên đất của mình coi thử cái độ ẩm nó có đủ hay không hay là nó thiếu nếu mà trường hợp đủ thì thôi còn thiếu thì mình tưới vừa phải cho cái cây À, thì nói chung là nhiều cái nhiều nói chung là nhiều cái yếu tố lắm để mình làm được cái cái sầu riêng nó thành công yếu con thật chắc là nam nói thật là những anh em làm youtube á, thì uh, nam cũng chia sẻ luôn là mình làm youtube á, thì mình cũng khuyên bà con nông dân mình là gì tùy Tì theo tình hình sức khỏe của cái cây mà chúng ta sẽ đánh cái liều lượng công thức nó khác nhau đó, chứ không phải là vườn nào nó cũng giống như vườn nào hoặc là cây nào nó cũng giống như cây nào là không có Ừ, chứ nhiều khi uh, uh, bà con nông dân cứ nhìn vào ừ cái clip này làm đạt cái làm theo nhưng mà không có liên hệ bên anh em kỹ thuật thì nhiều khi á uh, cái vùng đất của bà con nông dân nó khác nè cây cối nó khác nhau nè đó rồi uh, khí hậu nó khác nhau nè thì nó sẽ có những cái cái biến cố khác nhau đó bởi vì ra là gì bà con nông dân cố gắng là gì khi mà mình muốn kết hợp với một đơn vị nào đó thì liên hệ rồi cho anh em lại tới vườn coi tình hình cây cối như thế nào đó, bông cây cối tình hình sức khỏe như thế nào ừ nó có ổn không cây cối nó ok hay không đủ bộ lá hay không chứ trường hợp mà nam không gài nam, nam cũng nhận nhiều cái điện thoại của bà con nông dân á là nhờ nam xử lý làm bông cho sầu riêng mùa thuận nè nhưng mà nam vô thì nam thấy như thế này thì có những nhà vườn nó cây đó thì cũng tạm ổn có những vườn đó thì nói chung là nam vô nam nhìn thấy là cây mất rầu nghĩa là cây không đủ bộ lá mà sầu riêng này quý con nông dân mình để ý đi cây mà nó không đủ bộ lá đó thì mình làm bông á đâu có được đâu quý con làm bông thì nó vẫn ra bông nhưng mà nói về cái tỷ lệ đậu trái là nó rất là thấp đó bởi vì ra gì trước khi làm bông sầu riêng mình làm sao cây cho nó đủ bộ lá cây lá nó sẽ không bị si không bị gầy chích thúc đánh bộ lá đó, lá không bị bệnh. Ừ. Hai nữa là cây nó phải đủ cái độ tuổi, già quá thì mình đi làm bông được, con. Ừ. Thì nói chung là chiều rồi thì Nam cũng cảm ơn tất cả quý con nông dân của chúng ta trong thời gian vừa qua cũng đã ủng hộ được cái kênh à, kỹ thuật à, sầu riêng miền Tây à, để Nam mới có động lực để ra những cái video như thế này để chia sẻ những cái gì mà Nam biết gửi đến tất cả quý con nông dân trồng sầu riêng nha. Thôi năm chào tạm biệt tất cả quý con Thôi năm chào tạm biệt Kết thúc hành trình của năm 2023 Và bắt đầu với hành trình của năm 2024 nha quý con